xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng là một vùng đất cổ, trù phú và yên bình. Lịch sử và nền văn hóa lâu đời của Nghĩa Thịnh được lưu giữ trên nhiều di tích cổ, mà phần lớn được tập trung tại làng Hưng Lộc với khu tín ngưỡng văn hóa dân gian gồm đình, chùa, văn chỉ, đã tạo ra một quần thể kiến trúc rất độc đáo. Trung tâm của khu kiến trúc văn hóa dân gian này là văn chỉ của làng, nằm ngay trong khuôn viên giữa đình với chùa. Bên cạnh những di tích cổ xưa như đình Hưng Lộc, chùa Phúc Lộc, thì công trình bảo tháp Đại Bi được khánh thành vào năm 2013 và xác lập nhiều kỷ lục mới ngay tại thời điểm đó, giống như nét chấm phá độc đáo trong bức tranh chung, vừa lộng lẫy, vừa trầm mặc, vừa uy nghi, vừa gần gũi của quần thể kiến trúc. Nằm trong khuôn viên của di tích lịch sử đình chùa thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, bảo tháp Đại Bi được xây dựng trong 3 năm, bắt đầu khởi công từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2013 bằng sự đóng góp của tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh thiện chí thức công đức. Kể từ khi khánh thành cho đến nay, bảo tháp thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương về đây chiêm bái. Bất kỳ ai, ngay từ lần đầu tiên đến đây đều có ấn tượng sâu sắc trước vẻ uy nghi bề thế của bảo tháp với lối kiến trúc độc đáo, vừa mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống dân tộc, vừa có dáng vẻ lộng lẫy nguy nga của một công trình vừa được kiến tạo. Nghĩa Thịnh là một xã là toàn tòng về đạo Phật. Trong đó thì có 8 chùa và 10 đình. Thì trong 8 chùa đã được công nhận là 4 chùa là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong những năm gần đây thì đã xây dựng được cái bảo tháp Đại Bi, thì mang tính chất là vừa tâm linh lại vừa thêm cái cảnh quan của cái quê hương xã Nghĩa Thịnh, để thành lập một cái cụm di tích lịch sử văn hóa để cho các cái khách thập phương về tham quan. Vâng, lượng khách thì hàng năm về đến bảo tháp Đại Bi hoặc về quần thể di tích của xã Nghĩa Thịnh ngày một đông lên, và chúng tôi cũng có kế hoạch là điều động cái lực lượng an ninh để bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cho du khách. Trên tổng diện tích sàn xây dựng là 1.500 m², bảo tháp có 13 tầng với chiều cao 49 m, tượng trưng cho 49 ngày Đức Phật thiền định để đạt tới giác ngộ viên mãn, trở thành bậc chính đẳng, chính xác của nhân loại. Mặt chính của bảo tháp quay về hướng nam, trước mặt là hồ nước trong xanh hình chữ nhật. Dưới hồ được thiết kế một tòa tháp với pho tượng Đức Phật Di Lặc là biểu hiện cho Đức Phật trong tương lai. Phía bên trái và bên phải bảo tháp có hai hồ sen nhỏ được gọi là Thanh Tịnh Hồ hay còn gọi là Hồ Tẩy Trần. Cấu trúc bên ngoài bảo tháp là hình bát giác. Từ tầng 2 đến tầng 12, trên mỗi cạnh của hình bát giác có một pho tượng biểu thị cho một hiện tượng của Đức Quán Âm trong Thần Chú Đại Bi. Hình bát giác biểu hiện cho bát chính đạo, đó là con đường giúp chúng sinh tìm được con đường giác ngộ và giải thoát, không thụ động chấp nhận, không cầu nguyện van xin, cắt đứt trói buộc, dẹp tan phiền não, thoát ly đau khổ, xây dựng được đời sống an lạc và hạnh phúc. Mặt chân đế của bảo tháp có cấu trúc hình vuông, thiết kế gồm có 4 trụ, mỗi trụ cao 3 m. Xung quanh bảo tháp được tạo 4 pho tượng của tứ đại thiên vương, có ý nghĩa giống như 4 vị đại tướng hùng mạnh với thiên binh thiên mã ngăn cản các ác tâm bất thiện canh giữ bảo tháp. Cấu trúc bên trong tháp theo hình tứ trụ được tạo thành một khối thông suốt theo một trục từ dưới lên đến đỉnh tháp.
đó là sự kết nối của thập nhị nhân duyên. Đây là 12 yếu tố liên hệ tương hỗ với nhau theo lý duyên sinh và nhân quả, diễn biến trong cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đề cập đến vấn đề nguồn gốc của vòng sinh tử luân hồi, nguyên nhân của sự đau khổ, nhằm mục đích giúp chúng sinh thoát ra khỏi mọi đau khổ của đời sống. Tầng 1 thờ Đức Phật Thích Ca và hai đại đệ tử là Ngài Anan và Kaship. Từ đây ngước nhìn lên đỉnh tháp sẽ thấy một hình tròn nhỏ sáng lung linh được gọi là thông thiên, xuyên suốt từ tầng 13 xuống tầng 1. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 12 thờ 33 pho tượng Phổ Môn và tứ thánh kết tượng gồm Phật mẫu Tara, Phật mẫu Chuẩn Đề, Phật bà nghìn mắt nghìn tay và Phật Quán Âm thập nhất diện. Điểm đặc sắc nhất tập trung ở tầng thứ 13 là bên cạnh thờ tượng trong cửu phẩm A Di Đà và Tam Thánh Tây Phương còn có Phật Ngọc, Xá Lợi Phật cùng với ấn Phật Ngọc. Hướng lên đỉnh tháp là hình búp sen được đúc bằng đồng đỏ nặng gần 3 tấn. 5 pho tượng trên 5 cánh sen của búp tháp có gắn 5 viên đá quý là biểu tượng của ngũ trí Như Lai, khiến cho du khách khi từ xa nhìn lại sẽ thấy bảo tháp tựa như cây bút thần viết lên trời xanh. Với nguyện ước khi xây dựng theo đúng đàn pháp sẽ nhận được lực gia trì của chư Phật, Bồ Tát mười phương và có năng lực mang lại an lạc các tường cho vùng xung quanh, nhất là sự hộ trì tâm linh cho những hành giả tu tập, góp phần nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Đền bảo tháp mang tổng thể theo giáo lý Phật giáo. Cấu trúc của bảo tháp tương ứng với thân của Phật ngồi kiết già trên tòa sư tử, tượng trưng cho Phật quả, cho trí toàn giác của chư Phật. Ba phần ứng với ba thân hiện tướng của Đức Phật. Tầng thứ nhất thể hiện cho báo thân Phật. Từ tầng thứ 2 đến tầng 12 thể hiện cho báo thân Phật. Và trên đỉnh tháp là thể hiện thân tuyệt đối của Niết Bàn, gọi là Pháp thân Phật. Điều đặc biệt của bảo tháp được thể hiện ở chỗ trên đỉnh tháp được thiết kế theo hình chóp có bài trí Xá Lợi Phật và ở tám phương được gắn bởi tám viên đá quý luôn luôn phản chiếu ánh sáng của chư Phật với pháp lực vô biên hiện ra rọi ánh hào quang của Phật Pháp để ban phúc lành đến cho dân chúng. Cũng là phần tiếp xúc với không gian vô tận, giúp cho mọi chúng sinh có thể ngắm nhìn bảo tháp từ xa, luôn luôn thức tỉnh tâm hướng về Phật Pháp, luôn được an lạc, hạnh phúc và khai mở trí tuệ. Tường rào xung quanh bảo tháp được thiết kế 100 chiếc trụ, trên mỗi trụ được biểu hiện một âm thần chú. Đó là 100 trụ phúc được chạm theo lối cổ, còn gọi là bách phúc, tòa từ tháp đại bi đến với tâm thức của mọi chúng sinh luôn được nhiều phước lành của mỗi chư Phật ban đến cho bách gia trăm họ. Trong khuôn viên bảo tháp còn trồng nhiều cây xanh tạo cho du khách cảm nhận thư thái, thoát tục trong một không gian vừa linh thiêng vừa gần gũi yên bình. Tôi chỉ hiểu nghĩ đơn giản là trước đây làng tôi thì cũng như mọi cái làng quê khác thôi. Thì mỗi năm thì đến Tết thì các cụ bô lão ra đình, các cụ thái lão ra chùa. Thế nhưng mà đến bây giờ thì hàng năm là có hàng vài chục nghìn lượt khách thập phương về đây lễ Phật và chiêm bái cảnh Phật. Và như vậy cũng có nghĩa là có một cái nét truyền thống về văn hóa tâm linh không những cho làng, cho xã, cho tỉnh và đồng thời cũng là cho quê hương. Cho nên đây là tôi là một trong những người mà cũng rất vinh dự được về sống ở quê hương này, được hưởng thừa hưởng cái tâm sáng của những người con của quê hương đã về xây cái công trình thờ Phật này. Và chúng tôi cũng ngộ ra là đến với Phật là đến với tâm, với thiện, đức và trí tuệ.
và mong muốn sau này từ cái tháp này mỗi người đến đây thì đều suy nghĩ để cho mình có một cái tâm sáng, có một cái thiện và đồng thời có trí tuệ để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Không chỉ mang kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, hiện bảo tháp còn đang lưu giữ bảo ấn ngọc Phật nguyên khối được chế tác từ khối ngọc nặng 10 kg. Tay ấn được mô phỏng theo chảy kim cang là một trong những pháp khí của Phật giáo. Vào thời điểm vừa khánh thành, bảo tháp Đại Bi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận 3 kỷ lục, gồm tháp có tôn chí tượng Phật Bồ Tát bằng đồng nhiều nhất, tháp có tôn chí nhiều tượng Phật hóa thân Bồ Tát làm bằng đồng nhất, và tháp có bảo ấn ngọc Phật lớn nhất. Với những nét đặc sắc riêng có ấy, bảo tháp Đại Bi đã tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch văn hóa tâm linh và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương về một ngọn bảo tháp linh thiêng và kỳ vĩ nơi miền quê nghĩa thịnh yên bình.